Xin cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình Tìm hiểu về địa ốc cùng với Tuyết Nha và Bảo Khanh. Như phần 1, chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị về những cái tin lòng vòng của địa ốc. Tức là tiền lời cũng đã thấp đi một tí rồi quý vị. Quý vị cần phải chuẩn bị, quan trọng bây giờ là điểm credit của mình phải trên 7.8 để mà được cái tiền lời thấp nhất. Hiện giờ nó chỉ là around 6 chấm thôi. Thì quý vị cần phải chuẩn bị, nè bây giờ coi như đầu năm rồi, thì đương nhiên á, các người làm loan sẽ đòi cái giấy tờ khai thuế của năm 2023. Thì quý vị hãy nên đi khai thuế liền để mà mình có được hồ sơ sẵn sàng mà apply cho những cái loan để mà chúng ta có thể mua nhà được những căn nhà vừa ý. Mà những căn nhà vừa ý thường thường là nhiều người cũng rất là thích quý vị. Thật ra mình phải đúng thời gian, đúng thời điểm để mình có thể mua được liền. Còn nếu mà chậm trễ một tí là coi như khi mình cũng đã bị hụt căn nhà đó rồi. Và để tiếp tục với chương trình thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị những căn nhà mới lên thị trường. Căn đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu đến quý khán thính giả đó là căn đang listed tại thành phố Westminster với giá 999.000 Mỹ Kim. Căn này có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, diện tích ở cũng tương đối rộng rãi 1.682 square feet và nằm trên cái lot size là 7.298, tức là khoảng 7.003 square feet đất. Như vậy thì quý vị có thể thấy là căn này nó có lầu gần 1.700 square feet ở và gần tới 7.300 square feet đất. Nó chia ra 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nó nằm ngay corner lot cho nên là parking cũng nhiều. Cái bếp rộng quá ha. Dạ, dạ, đang list là 999.000, tức là khoảng 1 triệu đó thưa quý vị. 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Dạ. Đó. Bên trong thì rất là gọn gàng sạch sẽ đó thưa quý khán giả. Những cái dạng mà phòng tắm hay như thế này là tương đối là mới, người ta remodel lại. Đó, hai mặt tiền đó. Ngay tại thành phố Westminster. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm hoặc muốn đi xem thì quý vị có thể liên lạc cho chúng tôi để giới thiệu cho quý vị. Và tiếp theo là căn ở Garden Grove với giá là 1.098.888. Nhà cũng 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm quý vị. Nhà rộng là 1.486 square feet. Lot size là 6.313 square feet. Nhà cũng được dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Thì coi như là mình cũng là muốn in condition hả Thuyết Nha? Dạ. Nhà giá là 1.098.888. Là cỡ chục mốt. Cứ lẻ vậy đó. 888. Bên kia thì 999, căn này thì 999, bên này thì 888. 4 phòng ngủ, căn này thì có 3 phòng tắm, patio rất là đẹp ha. Đằng sau nhìn khang trang chị ha. Dạ. Làm coi như làm xi măng hết rồi, coi như là đúng là move in condition thôi quý vị. Đó, đây là quý vị nhìn ở trước nè. Mặt trước, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Dạ. Cái này thì nằm ở Garden Grove. Garden Grove. Lot size cũng là trên 6.313 square feet. Diện tích ở gần rưỡi, cũng rộng. Bếp gọn gàng, đẹp. Coi như làm lại kiểu tân thời rồi. Dạ. Làm granite countertop vậy đó. Đó, đây là phòng ngủ bên trong. Nghĩa là vẫn còn người, chủ nhà vẫn còn ở trong nhà. Thành ra là nhưng mà nó đã dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Dạ. Đó, cái patio đằng sau. Cái patio ha. Đó, nhìn tiệc tùng cũng vui vẻ ha. Đây là phía đằng sau nhà. Đó, giá là 1.098.888. 888 phát. Và chúng ta lại quay trở lại thành phố Westminster với căn này, nó đăng lên là 1.300.000 đó thưa quý vị. 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, diện tích ở khá rộng 2.020 square feet. Với cái lot size là 7.002 square feet, bên trong rất là gọn gàng, sạch đẹp. Đây là từ bên trên nhìn xuống, quý vị thấy là rất là gọn, rất rộng là sạch. Đến 2.000 mấy mà không có lầu, tức là rất là rộng luôn đó. Lắm đó. Dạ, 2.020, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, với cái lot size cũng rất là rộng, 7.002. Bên trong quý vị thấy người ta làm lại rất là đẹp. Đang này là có remodel lại nè, bên trong này kia, bếp này kia làm lại hết. Ta thấy rõ ràng là giá là 1.300.000. Dạ. Đó. Đúng, rộng ha. Dàn đèn cũng làm theo kiểu LED accession light đó. cái đèn mới sau này. Nhà bếp cũng rộng rãi. Đó. Lot size vuông vức. Đúng rồi, rất là đẹp, gọn gàng. Đang list 1.300.000 ngay Lido Sài Gòn đó thưa quý vị. Quý vị nào thích
ở gần Lido Sài Gòn nè, đi coi diễn hành, đi coi Ừ. pháo bông này kia mùa Tết Không cần tìm chỗ đậu đông xe, như nghĩ đến đậu xe sợ, sợ quá. Trong mấy dịp Tết đó mà đến cái khu Lido Sài Gòn rồi giờ này rộng rãi nè, 4 phòng ngủ 3 phòng tắm, một cái giá thì nó lên 1,3 triệu. và tiếp theo là cái căn ở Garden Grove với giá là 965 ngàn, cũng 4 phòng ngủ 2 phòng tắm, nhà rộng là 1577 square feet, lot size là 6203 square feet, thì nhà này với giá là 965 ngàn ở Garden Grove. Nhà cũng đã dọn dẹp sạch sẽ thì nhìn thế này cũng biết là chủ vẫn còn đang ở, nhưng mà sàn đã làm thành đá hết rồi. Giá là 965 ngàn, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Đây là khoảng sân đằng sau. Lot size cũng rộng trên 6 ngàn quý vị. Mấy giá là 965 ngàn. Căn này thì có solar rồi. Đỡ tốn điện. Xếp được tiền điện, trời tiền điện giờ cái gì cũng tăng hết quý vị ơi, tiền nước bây giờ nó cũng tăng, gas cũng tăng, điện cũng tăng quá chừng. Đó là một số những căn nhà mà list trong tuần này mà Bảo Khanh và Tuyết Nhâm muốn chia sẻ đến quý khán thính giả. Hy vọng rằng quý vị có thể lựa chọn cho mình một căn nhà ưng ý, và tất nhiên nó phải phù hợp với cái túi tiền của chúng ta, phù hợp với những cái tiêu chí mà mỗi người đặt ra nữa. Thời lượng có hạn cho nên chúng tôi chỉ giới thiệu mỗi show vậy vài căn thôi. Nhưng mà nếu quý vị muốn xem nhà ở những cái khu vực mà quý vị yêu thích thì quý vị có thể liên lạc cho Bảo Khanh và Tuyết Nha để chúng tôi có cơ hội giới thiệu đến quý khán thính giả. Trong cái năm mới á, thì mong một lần nữa quý khán thính giả nào yêu thích hay là muốn đầu tư về lĩnh vực địa ốc thì quý vị có thể có thêm được nhiều, thật nhiều những cái cơ hội để mà sở hữu những cái căn nhà mà quý vị mong muốn. Nhưng mà muốn sở hữu một căn nhà như ý của mình vừa túi tiền mình thì nên phải nên làm gì trước tới nhà hả? Chúng ta lại lặp đi lặp lại Ừ, lại đi lặp đó. lại để nhắc nhở quý Đúng rồi, vị. tại vì bây giờ vẫn nhiều quý vị Vẫn giống chưa như ready đâu Tuyết chưa nha. chưa chưa sáng nay nè, lúc mà chị đang quay tin tức á, mà chúng ta chuẩn bị cái show này đó, thì tôi nhận được một cái cuộc gọi từ một cái quý khán thính giả gọi vô, nói là ồ bây giờ muốn muốn làm luôn mà chưa biết phải làm gì hết, muốn coi nhà, muốn đi coi nhà. Rồi nhà hỏi là đã có làm loan chưa, nó chưa 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 biết là phải làm cái gì, bây giờ chỉ biết là ồ cái muốn hỏi về FSA này kia, dạ là FSA là cái gì và mình down là bao nhiêu, nếu mà mình mua nhà là bao nhiêu. Thì có nghĩa là rất là nhiều quý vị qua lời giới thiệu cho nên gọi tới Tuyết Nha hay là Bảo Khanh, nhưng mà chúng ta vẫn chưa có sẵn sàng, hoặc là chưa bao giờ mình sở hữu nhà, hoặc là chưa bao giờ bắt đầu cái transaction á, Đúng rồi. cho nên là quý vị còn rất là nhiều bỡ ngỡ. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi cứ phải lặp Lặp đi lặp đi lặp lại, lại hoài. và để cho nếu mà quý vị miss những cái chương trình trước thì trong cái chương trình nào quý vị cũng có thể ready để mà sẵn sàng cho việc đi mua nhà. Thì lần nữa trở lại cái câu hỏi của chị Bảo Khanh là để mà sẵn sàng đi mua nhà thì cần cái gì? Thứ nhất là quý vị phải build điểm tín dụng, thứ hai có hồ sơ thuế sẵn sàng, thứ ba đó là quý vị phải có cái tiền tiền down payment tiền down 20%. payment thì coi như là bank statement. Thì nếu như mà quý vị không có cái proof of fund hoặc là không có đủ 20% thì ít nhất quý vị cũng có 10% để chúng ta có thể theo cái chương trình để mà mình trả cái PMI Tức là down mượn mượn 10% thôi. second loan, mượn second loan thêm 10% nữa để đao quý vị. Nhưng mà để mà cái PMI đó quý vị phải trả thêm cái tiền bảo hiểm của Cái cái loan loan đó đó. nữa thì coi như tốn thêm tiền, Đúng rồi, thành đúng ra rồi. coi như là trước tiên là cố gắng làm sao ráng được 30% đào, ý 20% 20 đào, 20 và 20% đào. 20% là tốt nhất. Và ngoài cái 20% quý vị phải chuẩn bị thêm, đó là cái tiền escrow, tiền chi phí để quý vị mua nhà, Tiền chứ không phải chỉ có closing là giống như là dốc hết tiền này ta trả nợ nhà là hết cost. là không được, là bởi vì lender họ sẽ không có chịu như vậy, Đúng rồi họ sẽ rồi. muốn là mình có trong nhà băng ít nhất cũng 6 tháng, càng 1 năm càng Ừ, tốt, chứ không họ cho phân tiền cho chúng ta mua nhà xong rồi chúng ta trả hết lo lấy cái nhà về rồi không trả tiền tiền nhà cho họ thì làm sao, Đúng rồi, lúc cho nào họ cũng nên đòi cái reserve đó quý vị, reserve dạ tiền. At least thường thường là 6 tháng. dạ đó. Nhưng mà ví dụ như mình có chót vững vàng, tiền lương mình cao thì đương nhiên nó Nó giảm đỡ đỡ xuống còn hơn 3 tháng. Còn đó. nếu như mình những người mà là kiểu như là steady income, là income không rõ ràng, Dạ nó đòi nhiều khi nó đòi đến 12 tháng đúng luôn. rồi, đúng rồi, cho nên nó tùy nữa, nếu mà mình có Tùy được theo một từng trường khoản hợp. tiền trong đó đủ để mình có thể trả được cái tiền mortgage trong vòng 6 tháng năm thì quá tốt, Quá tốt thì người rồi. ta sẽ thấy ồ ví dụ giống như trong 6 tháng tới mà có thất nghiệp đi nữa, trong vòng 6 tháng thì cũng có tiền ở trong đó để mà trả tiền nhà không có bị kéo. Đó là điều rất là quan trọng.
Rồi những cái chi phí lặt vặt như là quý vị phải trả cái escrow, escrow thì bên nào phải trả, bên buyer, seller đều phải trả như nhau hết. Rồi inspection mình phải mướn mấy trăm đô cho cái người chuyên nghiệp, họ tới họ coi được ống nước, ga điện này kia trong nhà nó có ok Đúng không. rồi, Nhưng mà trời cái đó ơi, thì nhà banh đó lặt chứ vặt thôi. nha. Thật sự nó còn bắt mình reserve cái tiền hàng tháng, sẽ như 6 tháng trả tiền nhà đi, còn reserve cái tiền move in nữa. Chẳng hạn như nó expect là quý vị, khi mà quý vị vô nhà mới là quý vị phải mua lại giường, Đúng tủ, bàn, rồi. ghế, chén gì Đúng gì đó, nó rồi. còn bắt một số tiền dư nữa. Thành ra là Có đúng lý. là muốn mua nhà thì quý vị phải sẵn sàng có phải có một số tiền dư nữa thì mới có thể mượn được cái loan như mình mong Chứ muốn, không mua phải căn nhà mình mong muốn. giống như là hoa sen Việt mà tặng nhà tình thương đâu. Tặng nhà tình thương xong á là những Phật tử ở trong làng là người mua cái bình thủy nè, bình À, nước á chị, đúng người mua rồi. cái máy quạt nè, người mua cái À, tức là mền. xong rồi tặng cho những người nhà nhà đó. À, dễ thương lắm, giống như hoa sen Việt mình bảo trợ cái nhà đó, nhưng mà người ta đã nghèo quá rồi cho nên mới phải xin cái nhà tình thương. Thành thử ra là tới khi mà tới khai gọi là tới khánh thành đó, là tới nhà thấy cái video quay á, là mấy cô mấy Tức là bác mấy á, cô thành người viên á là mấy tự Phật hoàn tử toàn trong là đoàn mua mình, mỗi người, cứ như mỗi người mua một món đúng á. rồi, một người bưng cái máy quạt nè, người bưng nồi cơm điện, người mua cái chiếu, người mua cái mền này kia vậy đó, rồi người có mua cái bình thủy đựng nước nóng nữa. Rất rất là dễ thương luôn. Nhưng mà cái đó là cái chuyện mà nhà tình thương Việt Nam, còn bên đây thì không có này. Bên đây lender lúc nào nó cũng nắm cái đằng đằng cán hết á. Thì dạ, thưa quý vị, đó là một số những cái chia sẻ đầu năm cùng với Bảo Khanh và Tuyết Nha trong chương trình tìm hiểu về lĩnh vực địa ốc. Hy vọng rằng sẽ luôn nhận được sự ủng hộ và những câu hỏi của quý khán giả gửi đến cho chương trình thường xuyên. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Xin hân ái kính chào quý vị.